Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá tối 17:30 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Như mọi ngày, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện bóng đá diễn ra trong 24 giờ qua. Từ diễn biến của các thương vụ chuyển nhượng cho tới những phát biểu thú vị hay những chuyển động hấp dẫn khác của giới túc cầu, hãy cùng bắt đầu với những câu chuyện chính ở bản tin tối này. Với việc đã chốt sổ chuyển nhượng, Liverpool đang tập trung vào việc giữ chân những trụ cột trong đội hình. Theo tờ Telegraph, Lữ đoàn đỏ đang xúc tiến việc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo Diogo Jota. Tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, The Kop vẫn muốn trả cho Jota một bản hợp đồng mới để tưởng thưởng cho những đóng góp của chân sút 25 tuổi. Sau 11 năm gắn bó với Leicester, thủ môn kỳ cựu Kasper Schmeichel đã đưa ra quyết định bất ngờ, đó là rời khỏi sân King Power để chuyển tới Ligue 1 thi đấu. Nhiều nguồn tin uy tín tại Pháp khẳng định thủ môn người Đan Mạch đã đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Nice. Đội bóng nước Pháp phải chi trả mức phí rất rẻ khoảng 1 triệu euro cộng phụ phí để có được sự phục vụ của lão tướng 35 tuổi. Nhà vô địch Premier League năm 2016 sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng mới. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Inter Milan đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Alexis Sanchez. Cựu sao Arsenal và Manchester United không còn chỗ đứng tại sân Giuseppe Meazza sau sự xuất hiện của tân binh Romelu Lukaku. Vì vậy, hai bên đã quyết định chấm dứt sớm hợp đồng của tiền đạo người Chile. Olympic Marseille rất nhiều khả năng sẽ là bến đỗ tiếp theo của chân sút 33 tuổi. Man United đã chiêu mộ thêm một cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur là tiền vệ Tom Huddlestone. Tuy nhiên, anh sẽ không thi đấu trong thành phần đội 1 của Quỷ Đỏ. Lão tướng 35 tuổi sẽ gia nhập U21 Man United với tư cách là cầu thủ kiêm huấn luyện viên. Đội bóng gần nhất của Huddlestone là Hull City. Anh đã quyết định chuyển tới nửa đỏ thành Manchester để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình. Arsenal sắp nói lời chia tay với thêm một cầu thủ, đó là tiền đạo trẻ tài năng Folarin Balogun. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal đã đồng ý cho Start the Game mượn Balogun trong một mùa giải. Sao trẻ người Anh đã đến Pháp để tiến hành kiểm tra y tế, dự kiến những thủ tục cuối cùng sẽ được chốt xong trong vòng 48 giờ tới. Hợp đồng mượn sẽ không bao gồm điều khoản mua đất. Sau 5 năm thi đấu tại Trung Quốc, tiền vệ Oscar đã quyết định rời châu Á để quay trở lại với quê hương Brazil. Điểm đến tiếp theo của cựu tiền vệ Chelsea sẽ là Flamengo. Mặc dù thông báo chính thức chưa được đưa ra, nhưng có thể khẳng định Oscar sẽ là tân binh của Flamengo khi mà hình ảnh tiền vệ người Brazil khoác áo đội bóng mới đã bị lộ ở trên mạng. Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận đó chính xác là bức hình này, đồng thời cho biết Thượng Hải Thượng Cảng và Flamengo đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng dành cho ngôi sao 30 tuổi. Vào ngày hôm qua, tờ báo Kicker đã công bố chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức trong năm vừa qua, tiền đạo Christopher Nkunku của RB Leipzig đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Robert Lewandowski hay Erling Haaland để nhận giải thưởng danh giá này. Ngôi sao người Pháp phát biểu, tôi cảm thấy rất vinh dự và biết ơn khi nhận được một giải thưởng quan trọng như thế này. Trong một năm thi đấu bùng nổ, Nkunku đã có được 32 bàn thắng cùng 20 kiến tạo trong 51 trận đấu trên mọi đấu trường. Với việc World Cup mở rộng số đội tham dự lên thành 48 đội tuyển kể từ World Cup 2026, châu Á cũng được tăng thêm suất góp mặt ở Ngày hội bóng đá thế giới. Theo thông báo chính thức vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đăng tải, châu lục này sẽ có đến 8,5 suất tham dự World Cup diễn ra vào 4 năm tới. Trong đó sẽ có 6 đội tuyển giành tấm vé thẳng tới Bắc Mỹ, 2 đội tuyển được quyết định thông qua những trận playoff châu Á và 1 đội tuyển tham dự trận playoff liên lục địa. Việc châu Á được tăng thêm đến 4 suất tham dự World Cup sẽ là cơ hội cho những đội tuyển như Việt Nam. Hậu vệ Jun Kounde là một trong những tâm điểm của mùa hè này khi anh là nhân vật chính của một trong những vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực nhất. Rốt cục thì ngôi sao người Pháp đã từ chối Chelsea để lựa chọn gia nhập Barcelona. Việc để hụt mất Kounde khiến cho cổ động viên của The Blue cay đắng, nhưng sự thật là hậu vệ này vẫn luôn hướng về Barcelona. Giám đốc thể thao Matteo Alemani của Blaugrana tiết lộ, gần như mỗi ngày đội ngũ của Kounde đều gọi cho chúng tôi để cập nhật tình hình, bởi Kounde chỉ muốn tới Barca và cậu ấy vẫn luôn chờ đợi chúng tôi. Cuối cùng tôi phải nói với Jonathan Kebe, người đại diện của Kounde, đừng gọi thêm nữa bởi tôi không còn gì để nói với họ cả. Khi chúng tôi kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ hai, Kounde đang ở rất gần với việc gia nhập một đội bóng khác, nhưng việc cậu ấy chỉ muốn tới Barca giúp chúng tôi có thể nhanh chóng hoàn tất thương vụ này. Theo các nguồn tin, ngôi sao của Man City Bernardo Silva đang chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cho đến cuối mùa giải hiện tại để chuyển đến Barcelona. Silva là nhân tố quan trọng trong đội hình của Pep những năm gần đây. Tốc độ, sự linh hoạt và kỹ thuật đã giúp anh ấy phát triển vượt bậc trong đội hình của Man City. Silva có tin đồn sẽ rời khỏi Etihad vào mùa giải trước. Tuy nhiên, không có một thay đổi nào diễn ra và anh ấy vẫn ở lại Man City, giành được danh hiệu Premier League thứ tư của mình. Theo tờ Mundo Deportivo, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẵn sàng đợi một năm nữa để thực hiện động thái của mình sau khi thượng tầng của Blaugrana nói rõ rằng chênh lệch tài chính sẽ cản trở họ trong thời điểm hiện tại. Việc chuyển nhượng của Silva sẽ phụ thuộc vào việc Frankie de Jong có đến Manchester United hay không. Các tin tức cho rằng Man City sẽ không bán Silva
trừ khi có một lời đề nghị chấp nhận được và người đại diện Jorge Mendes đã cảnh báo thân chủ của mình rằng vì tình hình đăng ký cầu thủ mới của Barcelona, thương vụ sẽ có thể vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài. Mùa hè năm nay là một kỳ chuyển nhượng bận rộn của Manchester United. Bên cạnh việc chiêu mộ một tân binh, Quỷ Đỏ thành Manchester còn phải thanh lý một loạt cầu thủ theo yêu cầu của tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng, vị trí đức gia người Hà Lan muốn đẩy đi đến 6 cái tên ở hàng thủ, bao gồm Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Ethan Led và Phil Jones. Sự xuất hiện của những tân binh như Tyrone Malacia và Lisandro Martinez khiến cho nhiều cầu thủ không còn chỗ đứng tại sân Old Trafford. Ethan Led hiện là người ở gần việc ra đi nhất khi cầu thủ trẻ này chuẩn bị gia nhập Watford. Trong khi đó, Alex Telles đang nhận được sự quan tâm của Sevilla. Fijon được DC United của huấn luyện viên Wayne Rooney nhắm chiêu mộ, còn Eric Bailly thì được nhắm tới bởi AC Milan và Fulham. Aaron Wan-Bissaka và Axel Tuanzebe là những trường hợp mà Man United gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra bởi mức lương quá cao so với khả năng của hai cầu thủ này. Manchester City đã sẵn sàng xem xét các lựa chọn hậu vệ trái thay thế Cucurella khi Brighton từ chối đàm phán trước mức định giá 50 triệu do Manchester City đưa ra. Nhà vô địch Premier League muốn có một hậu vệ trái mới sau khi để Oleksandr Zinchenko gia nhập Arsenal theo một bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng hồi đầu mùa hè. Man City không muốn đáp ứng mức giá mà Brighton yêu cầu cho Cucurella và Chelsea hiện đang được liên hệ để đàm phán với cầu thủ 24 tuổi người Tây Ban Nha. Cucurella được xác định là mục tiêu hàng đầu của Man City và được hiểu là muốn chuyển đến sân Etihad, nhưng lời đề nghị ban đầu của Man City đã bị từ chối. Cucurella được cho là đã đưa ra một yêu cầu để rời đi trong bối cảnh Man City quan tâm cầu thủ này, và Cucurella cũng đã bỏ lỡ trận giao hữu của Brighton với Espanyol vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, hai câu lạc bộ vẫn chưa thể thỏa thuận về mức giá cuối cùng mà Man City phải đưa ra. Mauricio Pochettino đã phủ nhận việc Kylian Mbappe tác động khiến ông bị sa thải tại Paris Saint-Germain. Sự ra đi được đoán trước từ lâu của Pochettino cuối cùng đã được trở thành hiện thực vào tháng trước sau khi huấn luyện viên người Argentina một lần nữa không thể mang lại danh hiệu Champions League và đã có những suy đoán rằng Mbappe đứng sau vụ lật ghế này. Trả lời phỏng vấn tờ Infobae của Argentina, Pochettino cho biết: "Điều tôi nghĩ là Paris Saint-Germain đã làm mọi cách để giữ chân Kylian và tôi cũng đồng ý với điều đó. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện nay và tôi nghĩ rằng Paris Saint-Germain với tất cả tiềm lực sẵn có đã thuyết phục anh ấy ở lại. Chúng tôi không nghĩ Kylian là người khiến tôi phải ra đi." Đồng thời, Pochettino cũng đưa ra những nhận xét khi làm việc với Lionel Messi. "Đối với tôi, Leo Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới, không có gì phải nghi ngờ", ông nói. Song Messi rõ ràng Mbappe là một ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Neymar đối với tôi cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tiền đạo Luis Suarez vừa chính thức hồi hương để thi đấu cho Club Nacional, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo này. Việc El Pistolero nói lời chia tay với bóng đá châu Âu để lại sự tiếc nuối cho nhiều cổ động viên, nhưng đây là quyết định hợp lý khi mà anh đã bước sang tuổi 35. Dĩ nhiên là khi Suarez chuyển đến đội bóng mới, người bạn thân của anh là Lionel Messi không quên gửi lời chúc may mắn cho tiền đạo người Uruguay. Trong một đoạn video được Messi gửi tới Suarez, siêu sao người Argentina nói: "Tôi muốn gửi tới bạn một cái ôm và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp. Tôi biết rằng điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn khi được trở về quê nhà sau một thời gian rất dài và chuẩn bị World Cup sắp diễn ra. Một lần nữa chúc bạn gặp thật nhiều may mắn." Đến đây bản tin chiều xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng bình luận viên Anh Quân News. Xin chào và hẹn gặp lại.